Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập cơ chế con vua lại làm vua. Tổng Trọng hãy trả lời. Vấn đề ưu tiên cho con anh 6, cháu anh 5 trong việc bổ nhiệm nhân sự là các hạt giống đỏ đã trở thành một quy định bất thành văn. Đó là việc thiết lập lại cơ chế con vua lại làm vua của những người cộng sản tại Việt Nam. Lâu nay, con ông cháu cha của các quan chức cấp cao ở Việt Nam được ưu ái, nâng đỡ. Để rồi, sau một thời gian ngắn, họ nhận quyền cao chức trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, mặc dù năng lượng rất thiếu. Điều động ông Trương Tấn Sơn từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ủy Long An theo quy trình nào đây là điều mà dư luận đặt ra. Công luận thấy rằng nếu những nhân vật trẻ ấy thực sự có tài năng, có bản lĩnh và do chính bản thân họ tự phấn đấu trên cơ sở một môi trường làm việc cạnh tranh công bằng, thì không có gì phải nói cả. Thậm chí lại còn có dần nhiều điều tốt. Nhưng nếu ngược lại, việc thăng tiến không phải do năng lực hay nỗ lực phấn đấu của họ, thì đây là những việc làm rất tai hại. Cha mẹ của những người này tiếp tay cho con cái để kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tình trạng con anh 6, cháu anh 5 đã kéo dài và trở thành vấn đề mặc nhiên được thừa nhận. Có người tặc lưỡi cho qua, nhưng cũng có người nguyền rủa lũ lãnh đạo này. Trương Tấn Sơn là thái tử của ông Tư Sang, điều chuyển về quê nhà ở tỉnh Long An, được truyền thông nhà nước biến thành sự kiện trọng đại. Được biết, so với con cái các quan chức lãnh đạo khác trong đảng, thì Trương Tấn Sơn tỏ ra mờ nhạt theo giới thạo tin. Sơn không làm được trò trống gì gây tai tiếng vang cho công chúng cả. Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, quê ở Long An, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng cao cấp lý luận chính trị. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, ông Sơn là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, viết tắt là Sài Gòn Tourist. Và như vậy thì rõ ràng quá trình thăng tiến của ông Trương Tấn Sơn khá đì đẹp nếu so với sự thăng tiến của con cái ông Ba Dũng, một đối thủ chính trị của ông Tư Sang. Trong lúc hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đã là Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết cũng là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thì lẽ nào Tư Sang lại chịu để con trai mình thua kém hơn ông Ba X? Theo giới thạo tin, ông Trương Tấn Sang đưa con trai là Trương Tấn Sơn về Long An với mục đích là để bầu bổ sung vào tỉnh ủy Long An trong thời gian tới. Và bước tiếp theo, Trương Tấn Sơn sẽ được cơ cấu làm bí thư tỉnh ủy Long An tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An vào năm 2025. Các ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, một điển hình của thái tử đỏ bê bối, đang đối diện với tòa án. Lúc đó, Trương Tấn Sơn đã 42 tuổi để lọt được vào Bộ Chính trị tại Đại hội 16 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2036. Theo tiêu chuẩn bắt buộc hiện hành, phải có hai khóa là ủy viên Trung ương Đảng và số tuổi dưới 65. Ông Tư Sang đưa Trương Tấn Sơn về quê Long An, nơi ông có ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng bộ tỉnh Long An. Hơn nữa, đương kim Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được là một người chịu rất nhiều ân tình của ông Tư Sang, lại đã đến tuổi nghỉ hưu. Việc lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường dùng mọi thủ đoạn lợi dụng chức vụ để con cái họ được thăng tiến chỉ mới xuất hiện một cách công khai và phổ biến trong thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Đó cũng là thời gian mà ông Nông Đức Mạnh giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9 và khóa 10 từ năm 1997. Kể từ đó, tệ nạn con ông cháu cha của các quan chức cấp cao nhất được bổ nhiệm giữ các chức vụ cao trở nên phổ biến hơn bất cứ lúc nào hết. Đó là điều không hoặc ít thấy của các lãnh đạo các đảng cộng sản tiền nhiệm trước đây vào thời kỳ 1986. Các ông như Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, v.v. là những người lãnh đạo cộng sản có uy tín thời đó và quyền lực rất lớn. Vậy tại sao họ không đưa con cái họ vào những vị trí quan trọng như quan chức lãnh đạo Việt Nam hiện nay? Nguyên nhân sâu xa chắc chắn không nằm ngoài sự tác động của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi các lãnh đạo Việt Nam đã hết chất cộng sản, họ chỉ còn lo vun vén cho bản thân và gia đình mình ngày thêm giàu hơn. Hình ảnh ông Tổng Bí thư già nua của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Không có cha mẹ nào không thương con cái, không ai không làm hết sức mình vì sự nghiệp của cuộc đời con cái. Nhưng điều đó chỉ được phép giới hạn trong phạm vi gia đình. Các nhà lãnh đạo quốc gia phải rạch ròi giữa việc nước và việc gia đình thì người dân mới có thể nể phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng về việc không đưa con cái ngồi vào chiếc ghế lớn. Nhưng đến nay, ông Trọng cũng không nhịn nổi khi nhìn con cái các đồng chí của ông thăng tiến vù vù.
Mới đây, thông tin cho biết Tổng Trọng đã đưa con trai mình là ông Nguyễn Phú Trường ngồi vào ghế Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng để tạo tiền đề trước cho chiếc ghế trưởng Ban Tuyên giáo nối nghiệp của cha. Việc con cái lãnh đạo tiếp tục nối gót cha làm vua chẳng thấy hồng phúc ở đâu, chỉ thấy điều này chắc chắn đã trở thành thảm họa của quốc gia và của dân tộc. Việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam độc chiếm chính trường, trong đó có yếu tố giữ ngai vàng cho con của họ, là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin ngày hôm nay: đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập cơ chế con vua lại làm vua. Tổng Trọng hãy trả lời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D. Phúc thẩm chuyến bay giải cứu, Tổng Trọng lại bị Tô Lâm hạ knock out. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc. Theo giới quan sát, phán quyết của hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại Hà Nội đối với các bị cáo cho thấy tinh thần nhân văn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải giơ cờ trắng trước nhóm lợi ích của Bộ Công an và đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 27 tháng 12 đưa tin bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù. Bản tin cho biết sau 3 ngày tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm đối với bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vào ngày 27 tháng 12, hội đồng xét xử đã ra phán quyết đối với các bị cáo. Bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù. Theo đó, hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, và bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ công an, và bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đã nhận hối lộ nhiều lần với số tiền rất lớn, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, do đó đã tuyên y án sơ thẩm ở mức chung thân. Bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù. Lý do được đưa ra theo hội đồng xét xử phúc thẩm là bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả. Gia đình bị cáo có công với cách mạng. Theo hội đồng xét xử, đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật và tình tiết giảm nhẹ đáng kể cho bị cáo. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thì vẫn bị y án sơ thẩm. Lý do là Phạm Trung Kiên có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần lên tới 253 lần, với tổng số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn lên đến gần 42,6 tỷ đồng. Bất kể gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra, thì ông Kiên vẫn không được giảm án. Đáng chú ý, hội đồng xét xử coi việc khắc phục xong hậu quả vụ án là tình tiết giảm nhẹ mới, coi đó là căn cứ chấp nhận kháng cáo. Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo và xét giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo, kể cả hai bị cáo không có đơn kháng cáo là Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, và Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cũng được giảm án. Những phán quyết của hội đồng xét xử phiên phúc thẩm được giới quan sát và công luận đánh giá tạm thời như vậy. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thì rõ ràng có sự thiếu công chính và bỏ lọt tội phạm có lợi cho bị cáo Hưng từ phía cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng như hội đồng xét xử. Vì sao tòa án lại bỏ việc thực nghiệm lời khai của bị cáo Hưng về chiếc vali khóa số có thể đựng được 4 chai rượu hay 450.000 đô la hay không? Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Theo giới phân tích, tòa cần lý giải tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Hưng lại cãi bằng được. Điều đó có liên quan gì đến số tiền Hưng nhận từ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn hay không? Số tiền đó được luân chuyển qua tay những ai để cuối cùng quay trở lại để khắc phục hậu quả đây? Nhất là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và bị cáo Hoàng Văn Hưng đều là chỗ người nhà. Chắc chắn việc bị cáo Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội và nộp lại số tiền 18,8 tỷ là sự thỏa thuận cũng như mong muốn của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Không chỉ là việc Bộ Công an đỡ mất mặt vì những hành động và phát ngôn mang tính ngoan cố của cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang đứng trước tòa. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên khi quyết định hình phạt, phán quyết phù hợp, nghiêm minh nhưng đảm bảo nhân văn. Điều đó liên quan gì đến phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã đưa ra chủ trương
nhân văn như sau: cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Vậy tại sao bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, lại không được hội đồng xét xử ưu ái giống như bị cáo Hoàng Văn Hưng? Đó là lý do công luận thấy rằng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương đã hết vị, đồng thời Bộ trưởng Tô Lâm trỗi dậy thao túng cơ quan tư pháp, kể cả hội đồng xét xử, chắc hẳn Tổng Bí thư không khỏi tâm tư khi ở thế bị Tô Lâm ra đòn cho lấm lưng trắng bụng. Cũng xin nhắc lại, ở Việt Nam hiện nay không chỉ cứ bắt là có tội, cứ ra tòa là có án, mà còn có tiền để chạy án thì sẽ thoát tội. Khi ấy tội nặng sẽ thành tội nhẹ, tội nhẹ trở thành vô tội, là chuyện ai ai cũng biết cả. Vụ án chuyến bay giải cứu có lẽ cũng không tránh khỏi chuyện chạy án này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin phúc thẩm chuyến bay giải cứu, Tổng Trọng lại bị Tô Lâm hạ knockout. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.